Rồi, xin hân hoan chào đón quý anh em đang quan tâm và theo dõi kênh của Văn Trường. Thì trong video này mình sẽ quay lại cụ mai rừng khá khủng cho anh em xem tham khảo. Cụ này mình trồng cũng đến cũng khá lâu rồi nha anh em, chắc đến gần 1 năm rồi đó. Nhưng mà ngày trước thì mình trồng nó cũng đơn giản, cho nên là sau thời gian dài thì mình cây này mình cũng đã phải làm lại anh em. Bởi vì đối với những cây mai rừng mà hàng khủng ấy nha, hàng khủng này thì rễ nó không có, cây này hoành nó rất là, tóm lại là cây này hoành nó rất là khủng khiếp anh em. Cái chậu này là chậu 1m6 này anh em, mà cái cây này anh em đấy này, chậu 1m6 mà anh em đấy cái cây này thì bộ rễ nó không có. Mình cũng có hồi rồi mình có ngâm lại cái rễ và có ghép phụ thêm một ít cây mai con lên để cho nó phụ rễ lên anh em. Thì mình toàn bộ là ghép trên da này thôi. Hôm nay lâu rồi mình cũng không quay mai rừng, thì lâu lâu cũng quay lại cây cây cho anh em tham khảo. Thì về mặt cắt sẹo và sau khi mình ngâm lại cái rễ thì mình cảm thấy là rất là phát triển, rất là ok. Nhưng mà đối với những cây mai mà thân già này thì tiện video này mình sẽ chia sẻ anh em một số cái cách để trồng cái mai cho nó đạt hiệu quả cao, đặc biệt là mai rừng nha anh em. Thì để lúc anh em mà là có mua cây á, là cũng tránh cái tình trạng là về trồng nó chết, nó vừa tốn công vừa tốn của mà cái tư tưởng lại không được tốt lắm. Thì đối với những cây mai rừng thì anh em nên lựa chọn những cái phôi mai lớn hay nhỏ không biết, nhưng mà hạn chế lũa, bởi vì những cây mà có lũa thì tỷ lệ sống nó khó hơn là những cái cây mà nó ra trơn nha anh em, tức là nó không có lũa thì tỷ lệ sống nó cao hơn là những cây có lũa, vì là nhựa nó lưu thông, nó lưu loát, nó đều. Thì sau khi mua về thì anh em nên ngâm cái rễ trên 24 giờ đó thì tỷ lệ nó mới cao được. Thì hiện tại thì anh em cũng biết là bên phần kênh của mình cũng có chia sẻ lại, giao lưu lại một số loại thuốc kích rễ đó. Thì anh em nào ưng hợp ý hợp nhãn, ưng trồng mai rừng thì liên hệ lấy thuốc bên mình, mình cũng xin bảo hành anh em này. Nếu như là một phôi mới nha anh em mà ngâm thuốc của mình trên 24 giờ, tỷ lệ sống rơi vào khoảng tầm là 90%. Nếu như anh em trồng mới toàn bộ là cát xây dựng thì tỷ lệ rất là cao. Ở đây cũng chỉ cái gốc này cũng là một gốc phôi cũ, nhưng mà gốc này nó to khủng khiếp nha anh em. Hoành thì mình không đo, nhưng là anh em đấy, cái chậu đây là chậu mà rễ cây này thì cũng không nhiều đâu. Mai rừng Gia Lai thì ít có cây nào có rễ nhiều lắm, anh em cũng biết này, nó toàn cọc lóc này. Cây này thì mình đoán là, theo mình đoán mình làm lại chắc được 2 tháng cũng chưa chắc là có rễ, cũng hên xui lắm. Nói chung là nhưng đối với những cái cây mà lớn ấy, thì nó khó hơn rất nhiều. Cái chậu rất khủng khiếp, cái khủng khiếp. Thì cái này hôm trước là mình trồng 1 lần rồi nhưng mà nó vẫn không ra mầm. Mình có chùm bọc, chùm rất kỹ, trồng đúng kỹ thuật, nhưng do cái cây ấy, nhưng biết sao, cái vết cắt nó bự, cái thân cây nó to quá cho nên là nó lâu ra rễ. Cho nên là mình hôm rồi có ghép một số bo, trước mắt là mình ghép có 1 bo này thôi anh em. Trước mắt mình ghép có 1 bo này. Đây, đây là lọc đầu tiên đi của nó này anh em. Một đợt cơi lọc đầu tiên này. Lọc đầu tiên của nó đã đi tới 20, 40, 50 mà nó vẫn còn đang đi nha, nó chưa dừng nha anh em. Bởi vì tại sao nó gọi là chưa dừng? Bởi vì cái lá này nó chưa già này. Thì đối với những cây mà anh em chuẩn bị bóng á, thì khi mà nó phát triển ra lá thì sẽ có một cái số lá nó hơi nhăn nhăn này này, hoặc là nó hơi quéo quéo này, thi thoảng nó rụng vài chiếc. Nó là chuyện bình thường anh em, bởi vì khi anh em mình chùm bọc á, nó hay bị hiện tượng như vậy, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Còn trên mặt này thì mình đang ghép lại này. Nói tóm lại thì cái cây mai rừng anh em trồng gọi là học hỏi kinh nghiệm trước, chứ đừng có nên trồng đại trà ngay phút đầu, bởi vì rất là khó khổ và nó hành thân hành xác mình rất là nhiều nha anh em. Còn đây là mình ghép cái giống mai rào của mình này. Bởi vì cái dòng mai rào của mình nó cũng mạnh nhá, cho nên là ghép cái giống mai rào của mình thì nó mạnh hơn. Nói chung là mình cũng có trồng một mớ mai rừng, mai rừng thì mình trồng cũng nhiều. Còn đây là mai rừng của Phú Yên, à quên, của Khánh Hòa. Cây của Khánh Hòa thì nó mạnh hơn mai bên Khánh Hòa, mới vùng Phú Yên thì nó mạnh hơn mai Gia Lai. Mai Gia Lai thì nó rễ nó không có, còn các dòng mai của Khánh Hòa thì bộ rễ bộ đế nó nhiều hơn, thì tỷ lệ sống sót nó cao hơn là mai trên Gia Lai. Mai trên Gia Lai thì
vùng các vùng khác thì không biết, chứ vùng ở gần lân cận thành phố Hồ Chí Minh, à quên, thành phố Pleiku ấy, thì anh em cũng biết là cái dòng đó là, anh em nào hay xem kênh của mình thì biết là cái dòng mai đó của mình là rễ nó không có, nó chỉ có 2-3 cái rễ to như cái đùi thôi. Ví dụ như cây này nó chỉ có khoảng tầm 2-3 chiếc to như cái đùi thôi anh em. Mà để mà trồng sống được những cây này thì cũng nói chung cũng vô cùng là vất vả nha các bác, cũng chẳng dễ gì đâu. Còn cây đây thì mình trồng thì sống rồi, rễ có rồi, cái gì cũng có rồi, nhưng hôm rồi mới ghép này anh em, ghép nó bị thui này, nó bị thui, bây giờ nó mới nứt mầm lại này. Đó, còn cái vết này thì ghép cũng dính rồi, nhưng mà không được mạnh lắm. Còn cái đây thì bởi vì trong quá trình ghép anh em hiểu là nó tùy tùy vết ghép của mình. Đây thì mình ghép nó cũng, mình ghép cái này cũng lâu rồi, chắc đến 2 tháng cái mầm này, 2 tháng hay 2 tháng rưỡi rồi anh em, 2 tháng rưỡi nó mới được thế này này. Bởi vì mai rừng nó chậm, hồi đầu nó chậm lắm nha, khi nào mà nó sống khỏe rồi, nó phát triển bình thường rồi thì lúc đó nó mới mạnh và nó kháng bệnh rất là tốt. Còn hồi đầu á, bởi vì trên thực tế bộ rễ nó không có, rễ nó không có này, rồi trước mắt là nào là kích rễ này, nó kích lọc kích lá này, cho nên là nó khó khổ, là khó khổ cái chỗ đấy nha, cho nên là nó chậm. Còn đối với cái cây này là nó phát nhanh hơn vì lý do là toàn bộ nhựa, nó chỉ có nuôi có một cái bo này thôi, nó nuôi có một cái bo này, cho nên là cái bo này nó dài ra nhanh anh em. Đó, bo này nó dài ra nhanh, thành thử anh em nhìn thấy vậy thôi. Nhưng mà lá nó vẫn bị nhăn 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 nhăn, cái kiểu nhăn nhăn này, nhưng mà kệ nó, không ảnh hưởng, bởi vì mình trồng bị bóng mà mình phải chấp nhận cái hiện tượng là lá nó bị nhăn thế này. Đó, cho nên là cây mai rừng thì cũng không khó sống, nhưng quan trọng nhất là vẫn, mình xin gút anh em là vẫn là cái thời điểm ban đầu tiên là quyết định. Thứ nhất là phải ngâm thuốc kích rễ cho chuẩn là một, hai là ngâm trên 2-4 tiếng, chứ nếu không anh em trồng cực kỳ giặt dẹo, mình cũng chết lục khú nha anh em. Mình trồng ngày xưa giờ cũng chết nhiều lắm chứ không phải không chết nha anh em, cũng chết lục khú lánh tránh, nói tóm lại là chết đầy. Còn như cây đây thì mình trồng được gần 1 năm rồi, hồi năm ngoái mình có quay cái cây này lên, cái mông mà cái mông nó đẹp mất hồn anh em, cái mông gì mà mình kêu là trồng rồi đó. Thì bây giờ mình cũng đã ghép một bò ở đây, còn đây là mầm rin nha anh em, mầm rin mai này quả mai khánh quả hướng. Nói chung cây này mình không nắm rõ, cây này do cũng nói chung của khách mua nhiều cho nên mình không am hiểu nhiều. Thì hôm rồi mình mới ghép cái đây 6 ngày mình mới ghép thêm 4 bo hôm trước này. Còn đây là mầm rin của nó hôm trước. Đó, đây là cái dòng mầm rin. Còn cụ này là cụ mai rừng này là cũng lâu lắm, cụ lũa này. Cụ lũa này thì hơi khó sống. Cụ lũa này thì hơi khó sống nhưng mà bữa nay nó sống cũng ổn định rồi cho nên mình cũng mang ra nắng rồi anh em. Cụ lũa thì lá này anh em, lá mai đó, cụ lúa thì đây, cụ lúa là thế nào, có mai rừng này nha, chứ mai nhà mình không có tạo được những cái vần cái vết này nha, đây đó. Còn với những cái cụ này thì tỷ lệ sống khó hơn rất là nhiều so với những cái thằng mà cây nó trơn nha, thì mai rừng cây cây càng lúa thì càng khó sống, thì đối với cây này thì tỷ lệ sống nó chăm chăm rồi, còn bây giờ phụ thuộc vào là mình chăm sóc thôi. Trên thực tế thì mai nhà khi anh em trồng mà không khéo nó vẫn chết chứ đâu tính gì đến mai rừng. Nói chung là mình cũng có một số cây thì mình cũng mang ra ngoài rồi, bởi vì nó bình thường rồi thì mang ra ngoài rồi, nhưng mà nó không được tốt lắm, nó hơi yếu cây. Đây này, cái đây thì nó cũng không được tốt lắm, nói chung là cũng hơi yếu cây một tí. Đây là những cây mai rừng mà mình thì đây này nha, cũng không được tốt lắm. Nói chung thì rễ riết các thứ bài bản có đầy đủ rồi, nhưng mà cây thì nó không được sung. Có cái này là sung, cái này thì sung, cái này là cái cây mà nó lột một nửa nửa ấy nha, nó lột nửa hôm đông mà nó hình như là mình trồng hồi tháng 4 năm ngoái không, nó lột miếng. Anh em nào mà xem video đấy rồi thì sẽ xem thấy cái vết lẹo rồi này. Cái này thì nó sung hơn, nhưng mà mình chưa ghép, chủ cây kêu ghép mà mùa này chưa có bo anh em, năm nay mai nó ra mầm chậm nên là lượng bo mình hiện giờ cũng chưa có, nên là cũng chưa ghép được, cho nên là chắc khả năng ít hôm tới là mình sẽ ghép. Còn như cây này thì mình ghép rồi, cây này thì mình ghép rồi. Bây giờ dòng này dòng rừng Gia Lai này thì cái đây là mình ghép là mai giáo này đó, còn cái lá rim nó này nha đó. Cho nên là trồng mai rừng nó phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề là thuốc hoặc là mai phôi, như vậy mai phôi hay mai rừng đấy. Để chắc ăn thì mình nên sử dụng các loại thuốc kích rễ tốt một xíu, để làm gì, để tức là mình trồng là tỷ lệ sống của cây nó cao hơn, đặc
đặc biệt mà mai rừng thì anh em lên sử dụng là loại kích dễ mà ngâm trên 24 tiếng đồng hồ thì tỷ lệ sống sót nó mới cao nha anh em. Chứ còn nếu như mà anh em mà trồng không thì nó khó hơn. Còn đây là cũng là những cái đây, cái này, những cây mình đang quay này cũng là mai rừng, nhưng trên thực tế không phải là rừng là không phải đào trên rừng về, mà những cây này là cái hạt rừng dân người ta trồng. Thì mấy cái này thì tỷ lệ của nó rất là mạnh, nó không các giống các dòng mai rừng ở các nơi khác. Còn đặc biệt trong video này mình xin nhấn mạnh là dòng mai cát của Bình Thuận mới Ninh Thuận thì trồng nó khó hơn là dòng mai trên núi, cũng mai rừng ở các tỉnh nơi khác nha. Nơi mà dễ sống nhất vẫn là Phú Yên vẫn là dễ sống nhất. Thì anh em cũng có thể mua lô phôi Phú Yên, mình đằng sau vườn kia mình có mua một lô của Phú Yên hồi năm ngoái, bây giờ ghép xong rồi nhưng mà nó chậm phát triển, nhưng mà nói chung là dễ sống, tỷ lệ sống sót cao, cây khỏe. Còn các dòng này thì cũng khỏe, còn riêng dòng mai Gia Lai thì hơi khó. Thì nếu như anh em nào mà có trồng ý định trồng mai rừng mà ưng thì liên hệ cho mình, nếu tin tưởng thì mình chia lại ít thuốc kinh dễ dòng chuyên dụng cho mai rừng. Và mình có một cái loại phục hồi mai suy, cái phục hồi mai suy thì khi phun lên thì cái lá nó sẽ lớn đi. Đấy là đối với những cây có rễ rồi, anh em phun ra thì cái lá sẽ to chà bá này. Đây này, anh em nào không tin thì đây là giả Phú Đức dòng này, này. Đây này. Đó. Còn lá rinh của nó hôm trước rồi này, cây khi nó yếu lá nó xíu rồi. Đây này, cùng một cành đúng không, cùng một cành rồi. Đây này, cùng một cành nha, khi lá nó yếu là chút xíu rồi này, còn khi nó lớn lên thì nó to lần lên. Đây này đó. Còn riêng cái đây là cây rừng vin nha, cái lá này là lá rừng vin. Đây này, lá bé xíu này. Đó, khi lớn thì nó lớn lần lên đấy, cũng vậy này nha, cùng một cành vậy này đó. Khi nó bị suy thì nó thế này này, hồi đầu nó rễ nó yếu thì nó phát ra tè, sau này rễ nó mạnh thì nó đẩy cái lá nó bự lên đây. Video của mình xin kết thúc tại đây.